Trong thế giới kinh doanh ngày nay, ẩm thực luôn là một lĩnh vực hấp dẫn với tiềm năng lớn để tạo ra lợi nhuận. Trong số những loại hình kinh doanh ẩm thực, mở quán ăn nướng vỉa hè đã trở thành một xu hướng nổi bật, mang đến cơ hội hấp dẫn cho những ai muốn bước chân vào lĩnh vực này. Trong video này, các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá các yếu tố cần xem xét và ước tính chi phí mở quán nướng vỉa hè thu lợi nhuận cao. Mở quán nướng cần bao nhiêu vốn? Ưu điểm lớn nhất của mở quán nướng vỉa hè đó là số vốn bỏ ra không quá lớn. Số vốn cần thiết để mở một quán nướng nhỏ trên vỉa hè thường từ 40 đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào quy mô, chất lượng quán và chiến lược kinh doanh của bạn. Để chủ động tài chính, đối với vốn mở quán nướng vỉa hè, có thể chia thành các loại chi phí như sau. Chi phí thuê mặt bằng. Khi mở quán nướng, một trong những yếu tố quan trọng là chi phí thuê mặt bằng. Thông thường, quán nướng bình dân cần một không gian rộng từ 30m² trở lên để đủ chỗ cho khoảng 10 bộ bàn ghế và quan trọng là nên có vỉa hè. Tại các tỉnh thành, mức thuê mặt bằng thường nhẹ hơn nhiều. Tuy nhiên, ở thành phố, chi phí thuê mặt bằng có thể khá cao, từ 7 đến 10 triệu một tháng trở lên. Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị tiền đặt cọc, vị chi khoảng từ 15 đến 30 triệu đồng. Tất nhiên cần chọn khu vực nào cho phép kinh doanh trên vỉa hè để đảm bảo an ninh, an toàn cho thực khách. Chi phí sang sửa, trang trí quán. Sau khi thuê mặt bằng, bạn cần tiến hành cải tạo và thiết kế không gian quán sao cho thu hút khách hàng. Tuy nhiên, vì đây là một quán nướng bình dân nên không cần quá phức tạp trong việc trang trí. Chỉ cần đảm bảo có một số thiết bị cần thiết như quạt, hệ thống đèn và biển hiệu. Khoản chi phí này thường dao động trong khoảng 20 triệu đồng. Chi phí đầu tư vật chất, đồ dùng trong quán. Khi mở quán nướng bình dân vỉa hè, bạn chỉ cần mua những vật tư đơn giản và cần thiết. Một số gợi ý cho việc mua sắm đồ cần thiết để mở quán nướng vỉa hè như bàn ghế nhựa, đĩa bày thịt, bát ăn, bát con pha nước chấm, đũa, rổ nhựa nhỏ, bếp nướng, tủ lạnh, tủ đông bảo quản. Ngoài ra, các đồ lẻ tẻ khác như thìa, kéo cắt trà, cốc, bình trà đá, giấy ăn. Ước tính, chi phí cho việc này sẽ khoảng 20 triệu đồng. Để tiết kiệm hơn, bạn có thể xem xét mua đồ từ các quán ăn cũ. Chi phí nhập hàng. Ước tính chi phí nhập nguyên liệu chính thời điểm ban đầu của quán bán nướng là khoảng 20 triệu một tháng. Khi có lượng khách ổn định, con số này sẽ tăng lên. Bên cạnh thịt bò, thịt ba chỉ, bạn cũng có thể bán kèm các món khác như ngô chiên, khoai chiên, gà rán, kim chi, chân gà bánh mì bơ tỏi. Bên cạnh đó, chi phí mua gia vị như muối, tiêu, đường, nước mắm, bí chính, tỏi, ớt, quất có giá thành khá rẻ. Ngoài ra, bạn cũng nên tự tay làm các loại sốt như sốt me, sốt phô mai, ăn cùng thịt nướng. Ước tính, chi phí này rơi vào khoảng 2 triệu đồng một tháng. Chi phí thuê nhân viên. Thường thì quán nướng bình dân vỉa hè, chủ sẽ tự chế biến luôn nên không cần thuê đầu bếp. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, bạn có thể thuê 1 đến 2 người hỗ trợ trong việc bưng bê, thu tiền và đặt món. Mức lương hiện tại cho nhân viên làm theo ca là khoảng 4 đến 5 triệu đồng một tháng cho thời gian làm việc 8 tiếng, chưa bao gồm bữa trưa và tối. Chi phí quảng cáo. Hiện nay, xu hướng của các nhà hàng và quán ăn là tập trung quảng bá thương hiệu trên Internet, đặc biệt là trên các nền tảng Facebook, TikTok. Bên cạnh việc cập nhật thông tin, quán nướng của bạn có thể tổ chức các chương trình khuyến mại, mini game để thu hút khách hàng. Đồng thời bạn cũng nên kết hợp cả phát tờ rơi để tăng cường nhận diện. Chi phí này sẽ rơi vào khoảng vài triệu đồng. Chi phí khác. Bên cạnh những chi phí trước đó, bạn cũng cần chi trả tiền cho các dịch vụ như điện, nước. Vào mùa hè, chi phí này thường khoảng 3 triệu đồng một tháng. Vào mùa đông, chi phí này thường ít hơn, khoảng 1,5 triệu đồng một tháng. Ngoài các chi phí cần thiết, bạn hãy dành khoảng 10 triệu đồng cho ngân sách dự phòng. Điều này giúp đối phó với các chi phí bất ngờ và tình huống khẩn cấp trong ngành ẩm thực, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng suôn sẻ. Mở quán nướng bao lâu thì thu hồi vốn? Bạn sẽ dễ dàng nhận ra ưu điểm của việc mở quán nướng bình dân vỉa hè so với các kiểu quán nướng sang trọng trong nhà đó là dòng tiền xoay vòng nhanh. Bạn bỏ ra vốn nhập nguyên vật liệu để bán. Nếu bán được thì chỉ sau một đêm chủ quán có thể thu lại được vốn để bù đắp vào việc trả tiền nguyên liệu. Trung bình tại một quán nướng bán được từ 15 đến 25 bàn một tối, mỗi bàn bán được 200.000 đến 300.000 đồng, doanh thu một buổi khoảng 4 đến 7 triệu đồng, trừ đi chi phí kiếm được 1 đến 2 triệu đồng tiền lãi. Thời gian thu hồi vốn của quán nướng bình dân vỉa hè khá nhanh, chỉ chừng 1-2 tháng nếu kinh doanh ổn định. Những lưu ý khi mở quán nướng. Lựa chọn mặt bằng mở quán. Chọn sai địa điểm kinh doanh khi mở quán nướng có thể làm bạn thất bại khi mở quán nướng. Địa điểm đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Một sai lầm phổ biến là chọn địa điểm không có tiềm năng phát triển, hạn chế khả năng mở rộng và tăng trưởng của quán.
đặt quán quá gần các đối thủ cạnh tranh mạnh cũng gây khó khăn trong việc cạnh tranh và thu hút khách hàng. Một địa điểm không thuận tiện và khó tìm thấy khiến khách hàng khó tiếp cận và không muốn ghé thăm quán. Nếu quán không đáp ứng được nhu cầu này, sẽ mất đi nhiều khách hàng tiềm năng. Vì vậy, nên đặt quán nướng ở nơi đông dân cư, nhiều người qua lại và giao thông thuận tiện. Chú ý đến việc thoáng mát, chỗ để xe và an toàn sẽ gây ấn tượng tốt với khách hàng từ cái nhìn đầu tiên. Học cách chế biến tẩm ướp và cách pha nước chấm. Vì là quán nướng vỉa hè, quy mô nhỏ nên bạn cần tự mình đi chợ để có thể xem xét được giá cả cũng như chất lượng tươi ngon của nguyên liệu. Nếu muốn mở quán nướng vỉa hè thành công thì ngoài mặt bằng dễ tìm thì hương vị tẩm ướp của món ăn phải ngon hấp dẫn thì người ta mới tìm đến nhiều. Kinh doanh quán nướng quan trọng nhất là ở khâu hương vị, bởi có nhiều quán nướng nhỏ nằm ở vị trí khuất tầm nhìn nhưng vẫn nườm nượp người đến ăn vì hương vị của nó. Kinh nghiệm mở quán nướng là bạn cần học cách chế biến theo địa phương đó hoặc là mang hương vị độc lạ của địa phương khác đến với quán của mình. Kinh nghiệm mở quán nướng đông khách còn nằm ở phần nước chấm đậm đà và sánh mịn. Thịt được tẩm ướp ngon nhưng nước chấm không hấp dẫn thì cũng coi như bạn chỉ thành công 50%. Khi mở quán nướng, bạn nên có cách pha nước chấm riêng tạo nên phong cách độc đáo cho quán mình để thu hút được khách hàng. Thường xuyên đổi mới và đa dạng trong thực đơn. Nếu không đổi mới và đa dạng trong thực đơn có thể khiến bạn thất bại khi mở quán nướng vì nó dẫn đến sự mất hấp dẫn đối với khách hàng. Trong ngành ẩm thực, khách hàng luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ và độc đáo. Nếu thực đơn của quán nướng của bạn không có sự đa dạng, khách hàng có thể cảm thấy nhàm chán và không còn hứng thú quay lại. Bạn nên nắm bắt sở thích và xu hướng ẩm thực của khách hàng để có thể lên thực đơn một cách phù hợp. Ví dụ như bạn nên đưa vào thực đơn những món nướng truyền thống nếu khách hàng yêu thích hương vị cổ điển và bổ sung những món cay nếu có nhiều khách hàng thích món ăn đậm đà. Không chỉ tập trung vào thịt nướng, bạn cũng cần bổ sung các món ăn kèm như ngô chiên, khoai chiên, gà rán, kim chi, chân gà bánh mì bơ tỏi. Những món ăn này sẽ làm thực đơn của bạn trở nên phong phú và đa dạng, thu hút sự quan tâm và lòng yêu mến của khách hàng. Chuyên nghiệp trong chiến dịch marketing. Hiện có đến 80% các quán ăn và nhà hàng không chú trọng đến marketing. Khi khai trương, họ thường rầm rộ quảng cáo và khuyến mại, nhưng sau đó, họ quên bẵng việc này vì marketing đối với nhiều người là một khái niệm xa xôi và không thực tế. Tuy nhiên, không đầu tư vào marketing có thể khiến hình ảnh thương hiệu phai nhạt trong tâm trí khách hàng và gây nhầm lẫn với các thương hiệu khác. Một chiến lược marketing hiệu quả và bền vững là cần thiết. Đầu tư một khoản vào marketing sẽ mang lại những lợi ích đáng kể mà bạn không ngờ đến. Ngoài các hình thức truyền thống như phát tờ rơi, làm biển hiệu lớn và chương trình giảm giá thì quảng cáo trên mạng xã hội cũng rất hiệu quả. Bạn có thể tạo fanpage trên Facebook cho quán nướng, đăng ảnh và video hấp dẫn về các món ngon và chạy quảng cáo mời khách hàng đến thưởng thức. Ngoài ra, thuê food bloggers trên TikTok để viết bài và đăng video về quán nướng của bạn là một cách hiệu quả để bạn có thể quán tới nhiều người hơn vì hiện tại sức ảnh hưởng của food bloggers và nền tảng TikTok là rất lớn. Trên đây là video về kinh nghiệm mở quán nướng bình dân vỉa hè mà chúng tôi gửi đến khán giả. Trong khả năng của mình, chúng tôi muốn mang những thông tin thú vị về loại hình kinh doanh ẩm thực, mở quán ăn nướng vỉa hè mang lại lợi nhuận cao này. Nếu các bạn biết thêm thông tin thú vị về kinh nghiệm mở quán nướng bình dân hãy comment dưới phần bình luận để chúng tôi và độc giả xem kênh có thêm những nguồn kiến thức bổ ích, qua đó giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!